Vine. Cañaña. Bien. Ngon. Thôi cắn bên này. Cắn đầu trên chứ, đầu trên chứ đấy, nghe nào. Tiếp không? Mìn này. Cầm luôn đi. Cầm được không? Cầm cho Min ăn đi. Min. Này. Ai để nó biết nhỉ. Cầm đi đó, cầm đi. Áo xe hả áo? Bế nó luôn dưới này. Kì. Kì. Chị bế cho ăn. Không chịu. Đâu rồi? Ô trứng. Bạn trẻ có ăn bánh không? Bạn trẻ nhìn. Đi đâu tiếp rồi? Nhìn ăn bánh không? Cầm này để chị coi đâu. Không còn núm rồi, như nè. Bạn trẻ. Bóc chưa? Tay cầm. Mắt. Đây này. Chu. Ngon không? Ngon chưa? Ăn mấy cái là no ấy. Làm gì đấy? Bẻ. Chị bẻ cho. Muốn bẻ. Xuống. Min, chỗ đây nào. Min. Ra đây, đấy. Ăn từng miếng nhỏ. Không trèo vào đâu Min ơi, ra nào. Úi trời ơi. Min ơi xuống đây nào, xuống đây bẻ cho nào. Min. Xuống đây bẻ cho nào. Cái núm vớ thôi. Không thấy thì đâu biết đâu. Bánh. Lại bắt đầu trèo qua hàng rào này. Bẻ bánh không? Bẻ bánh bẻ cho này. Min. Có bẻ bánh không? Đánh bẻ cho này, bẻ bánh cho này. Ngon. Xuống hả? Không nhai sao mà nuốt được. Cục to lắm.
Min ơi. Ngon không? Đồ lòng châu. Mùi kì. Rồi, trèo lên đấy, đấy, đúng rồi. Mùi đau ấy, chẳng nghĩ. Kì nhá. Dạ, anh. À, tranh bánh của Min à? Bánh của Min. Bánh của Min con. Xuống ấy. Xuống, xuống, xuống. Xuống nào. Xuống. Tiếp đồ lòng trâu hôi kia. Như trôn ở chỗ nào, chó đào lên đường trái. Ô, hoa cà phê tàn rồi, không đẹp rồi mình nhỉ. Trời ơi, cái sợi dây, dây thép nhỏ mà đi được này. Rồi đi đâu đấy, đi đâu đấy. Ừ. Té ngá đấy nhá. À, leo cây. Ô, cây này có cái tem gửi này, to đùng này. Không cắt đi chết cây luôn đấy. Ôi, Min trèo rất cao. Min ơi. Min. Đi đâu rồi? Ăn bánh mà trèo lên cái cao mới chịu. Từ từ nhá, tìm quả hả? Không có quả bên đấy đâu. Quả chưa chín mà Min vặt hết à? Min ạ, à, Min. Quả chưa chín mà vặt hết rồi. Này, đây là hoa cà phê mà tàn mất rồi. Mất đẹp rồi. Hả? Min. Trứng gì? Trứng gà. Bỏ ông xuống lấy. Rồi, Min này, buổi trưa nắng mà ra ngồi cây mát chưa này. Bên này rất nhiều gió cho nên Min rất thích. Tìm quả tiếp hả Min? Úi trời ơi, cành nhỏ vóng xuống đấy Min ơi. Thích không? Vui không? Xuống được rồi Min ạ. À, vào đây mát hả? Cái tầm gửi này em. Cây này mà không chặt đi là chết cây luôn đấy này. Xanh đẹp chưa? Hôm trước mình trèo mà mình miên trèo mà mình không để ý. No chưa? No chưa xuống hay là trèo trên cây tiếp? Ôi giời, nốt chừng luôn à. Rồi rồi, Min đã xuống rồi, xuống thôi. Hết bánh rồi phải không? Ăn bánh tiếp không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lúc nào cũng thích treo cái sao này, sao phơi của áo này. Đừng rung cưng, đừng rung con. Min không giống khỉ là gì? Min soi gương à? Để Min soi gương nào. Min soi gương ở Min này. Soi gương này. Ai đây? Ai đây? Ai đây? Ồ, ai đẹp trai đây? Ai xinh gái đây Min? Ôi hô hô hô. Trời ơi, tìm cháy cho nào. Tìm cháy cho.